Đây là con đường bê tông dài hơn 5 km từ trung tâm xã Mường Và, đi qua bản Hủy Ca và nối với bản Hủy Dương, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Đường được xây dựng với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khu kinh tế quốc phòng do những người lính đoàn kinh tế quốc phòng 326 quân khu 2 xây dựng. Có đường mới đã giúp nhân dân các bản đi lại thuận tiện hơn. Ngoài ra, còn 3 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài gần 8 km, trị giá 25,7 tỷ đồng, cũng được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 Quân khu 2 thực hiện, đưa vào sử dụng gần 1 năm nay. Những tuyến đường này đã đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân ở các xã Búng Bánh, Mường Lèo và Mường Và, tạo thuận lợi cho việc đi lại lâu dài, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất của bà con, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Được Đảng nhà nước quan tâm, được ba đoàn 326 là chủ đầu tư vào và tuyến con đường này vào bản Hủy Ca, hiện nay đã phục vụ cho bà con nhân dân thuận tiện đi lại rất là dễ dàng, phát triển kinh tế sản xuất thì rất là thuận lợi, sẽ đến mua hàng hóa đến tận bản, đến tận nơi. Nó bà con nhân dân rất là vui mừng phấn khởi được Đảng nhà nước quan tâm. Một trong những mô hình nổi bật của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 là chương trình hỗ trợ nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi lợn dê, trâu bò, sinh sản cho các hộ dân nghèo. Những năm qua, đoàn đã cấp phát hàng trăm con bò giống cho các gia đình khó khăn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi, đồng thời theo sát quá trình phát triển của đàn gia súc, sẵn sàng cử cán bộ hỗ trợ khi có khó khăn, giúp nhân dân yên tâm sản xuất. Riêng năm 2024, đoàn đã đầu tư gần 4 tỷ đồng để liên kết với nhân dân trong vùng nuôi gia súc, nhờ đó nhiều gia đình đã thoát nghèo. Được đoàn 326 hỗ trợ con trâu và hiện các anh đã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, con trâu phát triển rất là tốt và tôi sẽ cố gắng chăm sóc để phát triển và cảm ơn bộ đội đoàn 326. Với tinh thần bộ đội gắn với dân bản, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 đã nỗ lực giúp những vùng đất khó khăn của huyện biên giới Sốp Cộp từng bước chuyển mình, cải thiện chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Bên cạnh đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 còn tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã và ban quản lý các bản để triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn, thuốc phòng dịch bệnh cho 603 hộ dân trên vùng dự án với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng, giúp cải thiện đáng kể thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 thì trên địa bàn xã thì cũng được đoàn quan tâm và hỗ trợ một số cây con giống cũng như là hỗ trợ sửa chữa các cái tuyến đường liên bản, liên xã, thì cũng giúp cho bà con trong xã cải thiện được đời sống, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Trong thời gian tới thì mong Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 sẽ có nhiều chính sách để hỗ trợ cho bà con, nhân dân trong xã. Đơn vị tổ chức tiếp nhận các công văn chỉ thị của trên và tiếp nhận cái nguồn vốn và triển khai các chương trình dự án trên địa bàn. Trong đó có các mô hình, ví dụ mô hình trồng cây, ăn quả. Chăn nuôi thì chúng tôi triển khai các mô hình chăn nuôi gia súc, ví dụ như chăn nuôi trâu, chăn nuôi bò, chăn nuôi lợn, thường xuyên cắt cử lực lượng xuống địa bàn để hỗ trợ bà con chuyển giao công nghệ kỹ thuật, đảm bảo triển khai mô hình dự án phát triển một cách đồng bộ, có hiệu quả và từ đó thì được cấp ủy chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân trên địa bàn đánh giá rất là cao. Với phương châm bám dân, bám bản, trong mỗi hoạt động, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần tích cực cùng huyện Sốp Cộp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng huyện vùng cao biên giới ngày càng phát triển.